Với công nghệ ngày càng phát triển đó, thì đôi mắt của chúng ta phải sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại nào, nó là hơn 10 tiếng một ngày luôn, cả em cũng vậy luôn á, khi nào rảnh cũng bấm điện thoại. Vậy thì nha, chúng ta sẽ tìm một vị cứu tinh cho đôi mắt ha, tại vì chắc chắn là chế độ ăn uống là thức khuya cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái quần thâm mắt của chúng ta đúng không? Vậy thì ngày hôm nay nhà Suka sẽ giới thiệu đến các chị đẹp em những sản phẩm cho vùng mắt nha. Ta-da! Đầu tiên đó chính là em kem mắt của nhà Lamer này nha. Cái nhà Lamer này thì đây một hãng sản phẩm cao cấp rồi đúng không? Về chất kem cũng như là những sản phẩm của dòng Lamer này thì nhà Suka không cần phải bàn tới rồi. Thì thành phần trong em kem mắt này á có khoáng chất sắt cùng với tinh chất Miracle Broth cô đặt gấp 3 lần nha. Bọng mắt này, nét chân chiêu hoặc là nét nhanh đảm bảo sử dụng em này sẽ cải thiện đáng kể luôn. Theo đó chính là em kem mắt của nhà SK2 đây, các chị hết này quen không? Em này là bữa Suka mới lên bài luôn. Phải nói là em này từng làm mưa làm gió cả một thời gian luôn nha. Bọng mắt nè, quần thâm mắt này, nét chân chiêu hay gì là em này bao tốt luôn nha. Sử dụng đảm bảo sẽ được cải thiện đáng kể luôn. Và nhà Suka cũng có hai size là size full size nè và một em size mini phù hợp cho các chị yêu mà mình đi du lịch nha, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Nói đến kem mắt thì làm sao thiếu đến nhà Estée Lauder đúng không? Hôm bữa có chị khách qua đây kêu là mắt chị bị thâm quá cho cái bọng mắt này kia. Nhà Suka giới thiệu cho em này về xài bảo đảm với chị luôn, chị rất khen quá. Chị đất xài 4 ngày thôi chị đã kêu mắt chị cải thiện rõ rệt rồi. Thì em này á, kết cấu kem sẽ là dạng gel cho nên cực kỳ dễ thấm nha. À, và cũng có hai size luôn, full size và mini size. Và tiếp theo đó chính là em Comfort Zone này nha. Thì em này khác với ba em trước á, thì cái thiết kế của em này sẽ có một cái đầu lanh bằng kim loại. Các chị tưởng tượng coi, sau một ngày dài làm việc về cực kỳ mệt mỏi luôn, được sử dụng em này trên mắt nè. Nhà sản xuất á, thiết kế cái đầu lanh đó một phần để giúp cho sản phẩm thẩm thấu dễ hơn và cũng như nè cho chúng ta cảm thấy thư giãn hơn, thoải mái hơn nha. Thành phần của em này hoàn toàn từ thiên nhiên hết, sưng mắt nè, bọng mắt hay là nét chân chim, quần thâm, khi mà sử dụng em này em bảo đảm cũng là một sự lựa chọn hợp lý luôn nha. Ngoài ra thì nhà Suka vẫn còn những dòng kem mắt xịn sò không kém nha, đó chính là Clinique và Q này nha.